Từ nhiều năm nay, phong trào trồng cây vụ đông đã phát triển rộng khắp trên địa bàn xã Trường Đông và đây cũng là một trong những địa phương đi đầu của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La trong sản xuất vụ đông. Ngay từ vụ mùa, người dân đã đẩy thời gian gieo cấy lúa lên sớm hơn để giải phóng đất phục vụ trồng cây vụ đông. Rồi sau khi thu hoạch lúa mùa, bà con lại bắt tay ngay vào làm đất để trồng cây ba vụ với cây ngô, tỏi và rau, đậu các loại. Bởi vậy, thời gian đất nghỉ là rất ít. Diện tích cây trồng vụ đông được mở rộng hàng năm cũng đồng nghĩa với việc thu nhập của người dân tăng lên đáng kể. Mình gặt lúa xong thì được khoảng 2-3 hôm thì mình đi trồng ngô. Nhà thì bảo là trồng ngô nếp. Loại này bây giờ dễ tiêu thụ hơn. Thì nhà cũng trồng được khoảng hơn 10 hôm rồi. Xong bây giờ mình bắt đầu đi bón phân xong rồi làm cỏ. Trong vụ mùa thì gia đình tôi đã trồng giống lúa ít ngày hơn. Giống nếp 87 để kịp gieo tỏi này thì gia đình mình đã thu sớm hơn. Vụ đông này thì gia đình mình vẫn trồng tỏi như năm ngoái. Năm ngoái cũng thu hẹp diện tích 300m² ruộng nhà mình thì được 4 tạ tỏi tươi. Vụ đông năm nay, xã Trường Đông có kế hoạch gieo trồng được 200 ha cây vụ đông, tăng 40 ha so với kế hoạch giao năm 2022. Tập trung tại các bản như Đông Tấu, Na Bản, Bản Trai, Luông Mé, với một số cây trồng chủ lực như tỏi, ngô nếp, cà chua, rau đậu các loại. Các loại giống được người dân lựa chọn chủ yếu là giống có thời gian sinh trưởng ngắn hoặc trung bình, năng suất cao. Hiện nay, toàn xã đã tiến hành làm đất và gieo trồng được khoảng 120 ha cây vụ đông. Thì sau khi chúng tôi nhận kế hoạch của huyện về đấy là chúng tôi cũng bắt đầu triển khai phân bổ kế hoạch đến các bản. Chúng tôi đã triển khai các bản mà hiện tại bà con thì thu lúa đến đâu thì tranh thủ cắt gốc rạ đến đó mà tranh thủ trồng lúc thời tiết nắng ráo để cho cây ngô và cây rau màu các loại để phát triển. Đến nay diện tích trồng cây vụ đông trên địa bàn xã thì bà con dân đang tiếp tục trồng và làm được hơn 60% diện tích. Năm nay, theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn toàn huyện bước vào sản xuất vụ đông trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi do trình độ kỹ thuật thâm canh, xen canh và ý thức chủ động của người dân đã được nâng cao. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhất là các công trình thủy lợi được xây mới, cải tạo, nâng cấp và đưa vào sử dụng ngày càng hiệu quả. Các loại giống, vật tư khá đa dạng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Theo kế hoạch năm nay, toàn huyện Yên Châu sẽ gieo trồng 1.300 ha cây trồng vụ đông, trong đó rau đậu khoảng 700 ha, cải dầu 200 ha, ngô 250 ha, tỏi 150 ha. Với phương châm thu hoạch lúa mùa đến đâu, làm đất gieo trồng cây vụ đông đến đó, hiện tại huyện Yên Châu đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông để đảm bảo kế hoạch đề ra. Đảm bảo cái sản xuất cây vụ đông năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Châu thì ngay từ đầu tháng 8 thì trung tâm dịch vụ đã ban hành cái công văn hướng dẫn về cơ cấu giống cũng như thời vụ để chỉ đạo bà con nông dân trên địa bàn huyện thực hiện cái công tác chuẩn bị cho sản xuất cây vụ đông. Thì đối với những cái diện tích lúa ruộng vụ mùa sau khi thu hoạch xong thì đã hướng dẫn bà con tháo nước để kịp thời cày cấy để trồng cái cây vụ đông. Đến thời điểm hiện tại thì trung tâm cũng hàng tuần giao cho anh em tổ chuyên môn đến các cơ sở, các xã, hợp tác xã để hướng dẫn bà con trồng theo đúng quy trình kỹ thuật và làm sao đảm bảo kịp thời vụ. Nhờ đẩy mạnh phát triển cây vụ đông, huyện Yên Châu đã khai thác tối đa tiềm năng đất đai, khí hậu, nhân lực, vật lực của từng vùng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm và nâng cao giá trị sản phẩm trồng trọt bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 52 triệu đồng.